Kinh đồ lính chuẩn bị. Xin chào các bác. Hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 3. Em lại lên với các bác một ít đồ lính Mỹ nha các bác. Đồ lính Mỹ thập cẩm. Và các bác chọn được mã nào thì gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em. Số 0903 14 5965 và em ship toàn quốc nha các bác. Các bác cứ lên đơn là em ship từng nơi. Và em xin được bắt đầu nha các bác. Đầu tiên em lên một con ACU M65 ACU nha các bác, hàng thương mại, chất lượng nó cũng không khác gì hàng cấp phát các bác, nhưng mà nó là hàng thương mại nha, khóa cũng IKK size small regular. Mất dây rút dưới rồi các bác. Các bác có lấy thêm gắn vô cho các bác ha. Dây trên dây dưới mất hết rồi. Nhưng mà em chỉ có màu ô liu thôi chứ không có màu, không có màu xám cùng màu nha các bác. Rồi, size đẹp. Size small regular, các bác từ mét 66 đến mét 75. Ok em các bác. Rồi. Nhìn chất vải là nó cũng không khác gì hàng cấp phát đâu nha các bác, nó chất vải khá là ok, độ mới cũng khá cao. Rồi, hàng thương mại của Chu Subic, em đo trước nha, rồi em sẽ đánh giá chi tiết. Vai 50, tay 61 và dài 77 nha các bác. Vai 50, tay 61, dài 77. Lót xám. Hàng nó may nó không khác gì hàng cấp phát đâu các bác. Chất lượng cũng vậy nha, kể cả dây kéo cũng IKK. Chất vải cũng ok lắm. Nó rồi chất vải cũng dày dặn nha. Chứ còn nó có loại hàng thương mại nhưng mà nhiều, cũng dòng này nó cũng có nhiều hãng nó may, tức là hàng thương mại đó, nó nhiều hãng may nhưng mà tùy theo hãng và tùy chất liệu vải nha. Chất này cũng khá là dày dặn. Rồi, tem dán. Nói chung là áo còn ok lắm, độ mới cao. Độ mới cao nha các bác. Chỗ này nó hơi dính dơ dơ cũng mờ thôi. Và dòng này thì nó không có tâm tâm giác tay đâu nha. Chỗ đó nó chỉ bị dơ xíu xíu ngay đây thôi, còn lại thấy sạch sẽ hết. Ổn hết nha các bác. Rồi, khóa IKK, hàng cấp phát nó cũng khóa IKK đó nha các bác. Chung là chất lượng nó cũng y như nhau, nút thì nó đóng cả cái thương hiệu của nó luôn, Chu Subic. Và đây Chu Subic nha các bác. Rồi, tức là thương hiệu của Mỹ đó, nhưng mà nó gia công ở Trung Quốc, Made in China. Salmon regular. Rồi, hàng thương mại thôi nha. Hàng thương mại của hãng Chu Subic. Rồi, dây rút thì nó mất hết rồi. Mất cả dây trên dây dưới, các bác lấy thì em sẽ luồn dây cho các bác nha. Dây tất nhiên màu màu ô liu thôi, chứ nó không, em không có màu xám. Rồi, em đo rồi đúng không? Nãy đo rồi đúng không các bác? Dài, nói chung regular nhưng mà nó dài tầm 76 à, nó cũng không dài lắm đâu nha, nó dài chỉ 76 thôi. Cái này còn ok các bác, vải cũng đẹp nha, chất vải nó cũng như hàng cấp phát. Này em bán 1.300.000, mã số 581, độ mới cao nha, mới cao lắm, nó phải 96% đấy. 1.300.000, mã số 581. Rồi, tiếp theo em lên một cái quần kaki tem vàng các bác,
quần kaki tem vàng size XL, vòng eo 74 nha, eo 74, dài 95 XL, ống 22.5, rồi size 28 tức là XL tương đương là size 28 nhưng cho 33, dài chỉ có 95 thôi nha. Cái này nó cắt lai cho ta, nói chung là có thể nó cắt lai rồi nha các bác, chỉ dài 95 thôi, cho nên bác nào cao 1m65 đổ lại ha, và cũng 60 cân đổ lại thôi, năm mấy cân thôi, đời 87 ha, chuẩn cấp phát nha các bác, đời 87, quần kaki tem vàng, rồi đời 87, độ mới cũng còn khá ok đấy các bác, còn ok nha, 93%, chỗ này nó dơ hay ma sát vậy ta, có thể nó cứng dây kéo nè các bác, nó hơi ma sát tí trắng trắng, rồi còn lại là khá là ok, không lỗi lọc. Rồi ok hết nha các bác. Rồi em bán 600 ngàn, 600 nha các bác. Quần kaki tem vàng nha, chuẩn cấp phát lính Mỹ. Đó, dài 94.595 thôi. Rồi các bác dưới 1m64 đổ lại nha, và chắc tầm eo 74 75 đó, thì các bác tầm năm mấy ký thôi. Rồi em bán 600 ngàn. Mã số 582. Rồi tiếp theo em lên. Em lên một bộ bay. Bộ bay sa mạc nha, chuẩn cấp phát nha các bác. Chuẩn cấp phát năm 2003. Chuẩn cấp phát lính Mỹ nha. Đời 2003, size small. Size đẹp nha các bác. Dây kéo đen nha. Rồi, dây kéo hai chiều. Dây kéo bên nắp rồi cũng đen hết ha, chuẩn cấp phát. Rồi. Sa mạc nha các bác, độ mới cao lắm, mới lắm. Cái này rất là mới nha. 97% này. Size small, rồi ống là có bát dáng hết. Okay. Thường một màu trơn ấy, mấy cái loại kia em thấy nhiều, cái màu sa mạc cũng khá hiếm nha các bác. Em cứ mang vào đi để các bác hình dung rồi ha. Size cái này sa mạc 70 kg đổ lại các bác. Em mang thì chắc vừa. Có thể hơi ôm. Không ôm các bác. Bị tuột các bác. Rồi. Ồ. Đẹp nghe các bác. Dòng sa mạc thì khá là hiếm đó. Rồi các bác cao 1m68 đi đến 1m74, 1m68 đến 1m74 nha. Nó tầm small regular đó. Em mang cái ống có thể hơi dài xíu xíu nhưng mà cắt có thể cắt bớt hoặc các bác mang giày bỏ vô. Còn cái tay thì dán dài thì vừa. Thả ra thì nó như thế này. Thả xuống còn mình dán lại thì nó như thế này là được rồi. Còn chiều dài thì mình nhét ống vô quần hoặc là đây. Nó có miếng dán nha các bác. Mình dán cái ống lại thì nó cũng ngay cổ chân thôi. Dán lại em nghĩ nó đẹp hơn. Rồi. Ok các bác. Ok ha. Mới lắm, rất là mới. Rồi khóa hai chiều nha các bác, chiều trên chiều dưới. 70 cân đổ lại các bác. Nên nó có mở lưng không này? Hình như không đúng không? 70 cân đổ lại. Rồi, 1m68 đến 1m75. Ok các bác, có mở nắp nha. Dòng này có lỗ thông, mở nắp thông hơi nha. Có túi tay. Rồi. Cũng đẹp đấy các bác. Form lên form đẹp ha. Các bác từ 60 đến 70 cân. Size đẹp. Rồi, túi sau. Ok các bác. Sa mạc ba màu em thấy nó ít, không nhiều nha.
dòng một màu vàng cát thì nó nhiều. Và các bác áo bay là túi phải xéo nghe bác. Các bác chú ý là bộ đồ bay thì cái túi nó phải xéo. Chứ còn cái túi ngang á, cái dây kéo ngang thì thường là bộ đồ công nhân thôi, chứ nó không phải bộ bay nha. Bộ bay thì lúc nào cái hai cái túi cũng phải xéo như thế này. Chứ còn nhiều cái nó chỉ đắp cái túi hoặc túi ngang như thế này thì là thường đồ công nhân hoặc là đồ những nó mang dưới mặt đất thôi, chứ không phải là bộ bay nha. Ok các bác. Ok ha. Rồi. Nói chung là vừa size nó mang vô nó vừa y. Rồi cái này đó, chiều cao cân nặng em đã báo rồi ha. Cái này em bán 800 ngàn. 800 ngàn các bác. Màu sa mạc. Sa mạc 3 màu. Chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 2003. 800 ngàn mã 583. Rồi. Tiếp theo em lên. Rồi, một cái áo M65 rằng đi. Độ mới cũng còn cao. Độ mới còn cao lắm. 96. 96% trở lên nha. Màu nào ra màu đó nghe các bác, còn rất là ok. Rồi dây còn co giãn tốt, dây trên dây dưới đầy đủ, khóa IKK. Rồi không lỗi lầm lủng rách. Ủa cái này vừa nói không lỗi nhưng mà cái này nó lỗi rồi các bác, nhưng mà nó lỗi đường may thôi. Đây các bác, cái này nó lỗi đường may nha, chứ nó không phải lỗi do sản xuất, chứ không phải lỗi trong quá trình sử dụng. Các bác thấy nó bị hụt, tức là nó may, khi nó may các bác thấy nó đi hơi bị lượn không, cho nên nó may bị hụt nha. Các bác lấy thì em sẽ may lại, nói chung nó may lại thôi, em sẽ đạp lại cho các bác, cho nên không thể xem là lỗi đâu nghe các bác. Cái này lỗi từ nhà máy chứ không, lỗi do đường may thôi. Đây em lộn vào trong cho các bác xem. Đây các bác thấy không, nó may một đường mà nó bị hụt cái vải á các bác, cho nên em sẽ tháo này ra, em đẩy này lên, em may lại cho các bác, cho nên không ảnh hưởng nha, tức là em sẽ đạp lại, cho nên không vấn đề gì, không thể xem là lỗi nha các bác. Nó chỉ may hụt được may từ nhà máy, cho nên là vẫn còn ok. Độ mới cao, size medium regular, đời 96 nha, 96 vẫn còn tam giác tay nha các bác, đời 96 vẫn còn tam giác tay, hơi có nếp gấp xíu xíu cũng mờ thôi. Rồi còn khá ok đó, cái đó thì coi như không không có lỗi nha. Không thể xem đó là lỗi được, em sẽ đạp lại chỉnh chu cho các bác. Rồi tiếp theo là cái nón đầy đủ, dây kéo đầy đủ các bác, IKK IKK. Rồi medium regular mét 67 đến mét 76, 70 đến 8, 70 đến 82 cực. Rồi độ mới cao 96%, ok nha các bác, có thấy ok không? Rồi 1.200.000, 1.200.000 nha các bác. Mã số 584. Vai 52. Tay 62. Và dài. Dài 78 các bác. 1.200.000 nha. Mã số 584. Rồi tiếp theo. Tiếp theo em lên vài cái áo
M65 đi. Rồi một con alpha, răng ri alpha, cái này thì màu nó cũng hơi xuống màu rồi các bác. Này nhưng mà size to, ít lắc này, ít lắc regular nha. Chuẩn Mỹ nha, chuẩn Mỹ hàng thương mại nha các bác. Hàng alpha made in USA. Rồi. Size ít lắc regular các bác tầm 90 kg. 90 đến 105 kg. To nha, cái này em bán 300 ngàn. Màu thì hơi xuống màu nhưng mà không rách lũng nha các bác, không rách lũng, hơi sờn sờn xíu đây, hơi sờn xíu đây, các bác mang lao động mang chơi thôi. Em bán 300 ngàn, khóa đồng nha, khóa đồng Scoville nhưng mà cũ khóa thì đã được thay, còn dây thì dây Scoville, răng cá mập luôn, khóa cổ cũng khóa đồng luôn nha các bác. Rồi không rách lũng, màu thì xuống đều, nhìn khá bụi bặm nha các bác, 300 ngàn. Rồi khóa, khóa cổ cũng Scoville luôn nha. Cái này hàng thương mại, size ít lắc, chính chuẩn Mỹ, hàng của hãng Alpha Industry. Rồi em đo vai 56, tay 64. Các bác phải trên 90 cân nha, hoặc là có thể ít nhất nó phải 85 cân, dài 79. Đây. Rồi mới nhìn thì tưởng không có lỗi nhưng mà phát hiện đây có lỗi các bác. Rồi tí xíu sờn sờn ra ngay đây nha, các bác thấy rõ không, nó sờn lủng rồi. Rồi nhưng mà chắc cũng không giảm thêm được đâu, cái giá này là cũng mềm lắm rồi, khóa đồng luôn nha các bác, giá này cũng mềm lắm rồi. Rồi bắt tay này, các bác mang chơi thôi nhưng mà nhìn bụi bặm ha, cũng còn được, nói chung mang đi lao động thôi các bác. Rồi bán 300 ngàn, mã số 585, 585, 300. Nhìn cũng còn khá sạch sẽ nha, mặc dù nó xuống màu rồi. Rồi chắc em lên một hai cái nữa. Cho em lên cái này đi, Small Regular. Rồi cái này em bán giá lao động luôn, răng ri Small Regular khóa đồng luôn nha, thân đồng cổ nhựa, 60 đến 72 kg. Rồi 1m65, mét 65 được các bác, mét 65 đến mét 74 73, regular nhưng mà cảm giác cái tay không dài. Rồi ok các bác, mang cũng khá ok, cái này mang lao động thôi hoặc là mang đi ăn cổ cũng được, nhưng mà có điều nó bị vài dán nhắm nha các bác, nó bị vài vết dán nhắm này. Rồi cái này em bán 450 ngàn, để em đo đây, em báo cáo kỹ lại tài lý này, em báo giá lại. Rồi vai 48 các bác, 48.5. rồi tay 60, cũng không dài đâu nha, dài 77, nó mất dây dưới rồi, còn dây trên nha các bác, lấy thì em sẽ luồn dây đầy đủ cho các bác. Rồi nó có dấu tháo tem thôi, dấu tháo tem, tháo tem, nói chung là có tháo tem rồi. Còn lại thì đây, cái tay nó có vài vết dán nhắm các bác, cũng nhỏ nè, mối mọt gì đó ha. Đây các bác thấy không, chữ A cũng còn ok, này cũng vài vết nhỏ nhỏ thôi, chung mang lao động thôi, màu cũng còn tương đối thôi, chứ cũng xuống màu nhẹ nhẹ đây. Đây nghe các bác, vài vết đây, chủ yếu hai cái tay thôi các bác thấy không, đây lỗ này to nhất à, chỗ này vài vết. Rồi khóa đồng luôn nha, khóa Scoville cũ khóa cũng đã được thay rồi, răng cá mập luôn, cổ nhựa, nón còn không đây. Ủa, mất nón luôn rồi các bác, mất nón rồi nha, mà chắc cũng ít bác dùng nón đúng không. Small Regular chuẩn cá phát lính Mỹ 582, DLA 100, đời 82 nha các bác, nhà thầu Winfield, lót caro, caro hai màu nha,
thường nó hay bị hai màu nguyên rin nết nha các bác. Rồi lót thì em thay cho các bác, à, cái dây dây rút thì em sẽ thay cho các bác. Rồi lưng thì không lỗi, lưng không lỗi, chung còn còn khá ok, mang mang lao động đó nha các bác. Vài vết nhán nhắm nhỏ nhỏ cũng còn được, nói chung còn được, size cũng đẹp. 450 ngàn, mã số 586, chuẩn có phát luôn nha các bác. 450. Rồi tiếp theo em lên nữa, lên 165 nữa không các bác? Thôi à, chắc vậy thôi, để em lên sâu đi, 165 em rằng ri để em lên sâu đi. Tiếp theo em lên với các bác bộ đồ Pháp đi, hình như nó có một bộ em thấy nó đồng màu đâu ta, em nhớ có một bộ thấy hơi đồng màu, để coi thử. Rồi lên một cái áo không quân nữa các bác, áo không quân xanh đen size 46 regular, áo thì còn mới nhưng mà cái cổ nó bị dơ, cái này nó dính đất thôi nha bác, nó dơ thôi, các bác thấy nó mang nó bị dơ thôi nghe, chứ không phải là bị phai hay gì đó, về chịu khó giặt giùm em. Size 46 sọt, các bác nhìn cái tem thì biết đó ha, là đủ biết độ mới nó như thế nào rồi, nhưng mà cái này nó dơ thôi đó, đời 90 luôn, đời 90 luôn nghe các bác, đây là 190. Rồi cái lót phụ thì nó thường nó hay bị mất lắm, thường người ta tháo ra, nhưng mà mình mang vậy thôi các bác, bo rồi còn ổn nha. Nói chung nó chỉ dơ thôi, các bác về giặt giùm em là sạch đẹp nha các bác. Đó, cổ nó đen thui nhưng mà giặt thì bao cam kết ra. Rồi, em bán 450 ngàn, cái còn lại đồ mới cao lắm, có điều nó chỉ dơ thôi, các bác thấy bo nó ôm khít như này. Rồi size 46 short từ mét 65, à, mét 6 đến mét 7, mét 72 73 gì cũng được, mét 63 đến mét 73. Rồi size 46 thì các bác thích mặc thoải mái thì cỡ như em, nhưng mà nếu mà đẹp á, thì từ 73 73 đến 83 kg, 85 nếu mà đẹp từ 75 đến 85 kg ha. Rồi nó cũng dơ dơ thôi, phải biết dơ chứ còn là độ mới cao lắm, không lỗi lắm. Em bán 450 ngàn, chuẩn cấp phát cho Học viện Không quân nha các bác, Học viện Không quân Mỹ. Rồi 450 ngàn em đo cái dây đâu ta, nay em lên, nay em đăng hai clip các bác, cho nên chắc clip này em lên hơi trễ một tí, chắc có thể em sẽ làm ngắn hơn chút ha, video nó ngắn hơn xíu. Rồi vai 55, vai 55, tay tay 65 và dài dài 66, em bán 450 ngàn nha, mã số 587. Rồi em lên vài cái đồ Pháp đi, có mấy cái em nhớ có cái quần nó ghép bộ, các bác đợi em chút. Các bác có vẻ không thích mấy quần thế chiến ha, mấy quần hàng thế chiến nha các bác, có cái này, có cái này màu cũng đẹp các bác. Rồi em lên, cứ lên thực chất hàng thế chiến bữa nay nhiều quá săn lắm á, nhưng mà các bác có vẻ không 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 mặn mà lắm thì phải. Rồi eo 74, eo 74 kéo căng 76 nha các bác. Rồi các bác thấy cái túi nó mổ cắt trực tiếp luôn, nó chằng vậy nha, cái kiểu nó vậy nha các bác, chứ nó không phải là, nó không phải là bị xì đâu nha, cái túi nó để cho nó may xong nó rạch ra thôi, cho nên thành cái túi nó cái sớ vải nó xù xù ra vậy luôn nha, cái kiểu của nó vậy nha các bác. Cái này nó mất hột nút hả, hay là nó mất hột nút các bác, nút thì cái lưng này mình lấy nước mình đính qua thôi, nó hơi dơ thôi chứ còn lại
Còn lại ok, mấy vết này giặt ra nha, mấy vết này dơ thôi, giặt giặt ra nha các bác. Cái này cái khuy móc cũng khá là hay nha, cái móc khá là hay các bác hả. Rồi hàng thế chiến nha, nó ghi cái gì tùm lum này. Rồi nói chung là hơi dơ các bác, về giặt giùm em cái thôi, chứ cái màu thì nó đẹp không lỗi lầm nha, có điều hơi dơ. Rồi các bác thấy cái bên hông nó có cái gân màu đen nha, cái viền gân màu đen, các bác thấy không, nó có một cái viền gân nhí màu đen. Và đây dưới này nó có bát đai gì tùm lum này nè các bác, khá là hay đó ha. Cái này nó may cũng vậy nha, nó cũng nó may cái miếng vải đệm cho nó cứng cái lai thôi, nó cũng cái vải nó làm vậy đó, nó cắt, nó làm nó cắt dư ra cho nó không có gấp mí. Rồi kiểu này khá là hay, nói chung là hàng đại khái là quần thế chiến nè, cho em cũng chả rõ của con nào, chả rõ của nó không ghi nó gì, in mấy cái mực này thôi, thế chiến hàng châu Âu. Rồi dài em lưng em đo rồi đúng không, dài 102, nói chung cái màu nó đẹp các bác, chất vải già nghe, ống hâm hai, tính ra là cũng còn ok lắm á, có điều nó dơ thôi nha, nó chỉ dơ các bác, phải giặt cái sạch là ngon. Đây này hơi dơ dơ tí, hơi dơ dơ tí thôi. Đây các bác về giặt giùm em thôi, chứ còn lại cái quần khá ok, em bán 500 ngàn, bác nào size nhỏ chốt con này, kéo căng ra nó tới 77 là nghe các bác, 77 78 đó, nếu mà để lỏng bình thường thì 75, kéo căng 77 78. Rồi túi ship ly nghe bác, giống như quần Âu đó. Rồi 500 ngàn, mã số 588. Năm trăm k. Tiếp theo em lên. Rồi một cái áo combat, combat thủy quân lục chiến vàng nha các bác. Size này sai gì đây, cái này nó có hai cái miếng nó cũng dán vô đây luôn này các bạn, tức là cái miếng phản quang nha các bạn, phản quang vào ban đêm đó. Tức là lính nó đi nó giống như mấy cái áo kia, nó có cái miếng nhỏ, còn cái này nó miếng nó to như thế này, lính nó đi thì nó sẽ cái miếng này nó sẽ bắt ánh sáng nha, tức là lính nó sẽ phát hiện ra nhau, nó sẽ phát hiện được đồng đội nha các bác. Rồi áo combat có dây kéo, rồi còn tem luôn nha các bác, tem Baker. Rồi và đây thủy quân lục chiến, ok các bác ha. Rồi cái màu nữa vậy thôi, thực chất cái áo này cái bông vàng này cái màu nhìn nó không được sáng lắm, nhất là cái màu này, do còn lại thì áo còn ok. Rồi size gì đây, size medium regular, medium regular nha các bác. Rồi tem nó làm ở ngoài luôn, để chắc cũng phải mang vào. Cái này em bán 450 ngàn, cái miếng này nó không đẹp đâu, về các bác tháo bỏ, nãy em tháo ra rồi chứ, nhưng mà em cứ gắn vào cho nó nguyên zin đi, về các bác không thích thì tháo bỏ ha. Rồi nút gài đây nha các bác, tăng giảm đầy đủ nha, một lỗ hai lỗ ba lỗ, các bác thích tăng giảm gì cũng được. Rồi các bác từ như em ha, thích mặc thoải mái thì như em 66 đến 76 kg. Rồi và cao thì tầm này, tay thì mình gài là nó ôm mình như đây, 1m65 đến 1m75 chiều dài đây. Ồ, cái này em bán 450 ngàn, hơi rẻ đó các bác, hơi rẻ, nhưng mà tại cái màu bông vàng nhìn nó không có được tươi, cái bông màu vàng đúng ra nó cũng màu nó tương đối, nhưng mà cái bông này nè, cái màu nhìn nó lì lì, cảm giác nó không được sáng lắm. Nên bán 450 ngàn đi ha.
rồi em đo. Chứ thường cái dòng con bắc mà nó có dây kéo thì thường em bán đắt hơn một chút rồi. Dài 76, cái tay thì không đo được, tay ráp lăng. Để em xem có lỗi gì không. Không lỗi lầm nha, không lỗi lầm, không dơ bẩn, không lỗi lầm, tì vết ổn hết các bác. Đắp cùi chỏ rồi luôn nha, đắp cùi chỏ rồi các bác, chốt con này được giá hợp lý. Mã số 589, 450.000. Rồi em lên một bộ đến Pháp này. Cũng không đồng lắm ha, không đồng lắm, nó cũng 90 thôi, 80 thôi các bác. Đây nhưng mà em vẫn lên rời đi, em lên quần riêng áo riêng đi nha. Nếu mà các bác nào chốt được nguyên bộ thì chốt, còn không thì cứ chốt lẻ cũng được ha, chốt lẻ đi. Còn bác nào thấy chốt nguyên bộ thì chốt cái này, cái màu áo có vẻ cái này nó hơi dơ đó nha, đứt mà, dơ. Màu áo thì nó sáng hơn chút, nó xám hơn, còn này nó xanh hơn xíu. Rồi em nói chung là màu thì nó 80 thôi, nhưng mà em cứ lên lẻ đi, các bác chốt chốt lẻ cũng được hoặc chốt nguyên bộ cũng được nha các bác. Rồi đầu tiên là cái quần, quần Pháp, áo Pháp luôn nha, quần Pháp và nó bò thun ống nha các bác. Nó tiếng Pháp nó đời 94, này đời 94 nha các bác, lính Pháp nha, đời 94, dây kéo IKK, dây kéo nhựa, túi 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 hộp luôn nha các bác, túi hộp hai bên, nút khá là đẹp. Rồi hai bên túi, rồi nói chung là quần khá là ok. Cái này nó có thun ống này, các bác mang giày bỏ thun nó ôm cái ống, còn không thì các bác đây nè, nó có cái lỗ luồn dây nè các bác, các bác lấy kéo dít ra, tức là các bác không thích bo thun á, tức là cái này nó bo đúng không, tức là nếu mà thả cái không thích cái bo, các bác cắt cái sợi thun này, nó thẳng ra thôi, thì cái ống nó sẽ to hết cỡ, nó tầm 21 nha các bác, tức là khi cái ống nó giãn ra nó còn 21. Còn hiện giờ nó bo thì nó tầm 15, 16 vậy thôi. Đó, các bác không thích, đây lấy cái kéo này dít này nè. Ở trong các bác thấy cái sợi thun màu trắng trắng không? Ừ. Mình dít ra thôi, lấy kéo cắt cái bụp phát, rồi kéo ra cái đó là cái ống nó thẳng đây ha. Nhưng mà vẫn cứ để thun như này ha. Các bác thích mang thun thì để vậy. Còn trong trường hợp các bác không thích thun thì các bác cắt cái sợi thun đó đi. Ừ. Hoặc là nếu mà các bác nó có lỗ sẵn nè, các bác có thể kiếm cái dây rút á, nếu mà các bác tăng giảm được á, các bác lấy dây rút các bác luồn như theo cái lỗ này cũng được, đại khái vậy không. Rồi size đẹp nha các bác, size đẹp đấy. Rồi eo 84, size đẹp nha, 84, dài 94 thôi. Thường cái ống bo thun thì cái nó chỉ làm chiều dài nó cỡ đó thôi đó, còn ống mà kéo căng ra được 21. Quần còn khá ok, 95%, màu xám cũng đẹp lắm nha, chất vải cũng ok lắm, chất vải này, nó chất vải khá ok ha. Rồi cái này em bán 600 ngàn các bác, 600, 600 ngàn nha. Túi hợp hai bên, túi không có túi sâu nha, chú ý là không có túi sâu, hai túi xéo trước và hai túi hợp hai bên. Rồi mã số 590, em bán 600 ngàn. Rồi cái áo, em lên cái áo, nếu mà các bác chốt được nguyên bộ thì chốt, còn không thì chốt lẻ cũng được ha. Áo này size cũng đẹp này, size nhỏ. Nó có vài vết dơ dơ thôi, chứ còn lại cái áo nó cũng còn khá ok. Nó dơ đứt, các bác về giặt là sạch. Lính Pháp nha các bác. Rồi cái này nó có thun hai bên, nó có thun hai bên, đời 88 à.
D88. Còn cái này nó ghi ký tự gì thì không biết ha, nhưng mà nó là của lính Pháp năm 1988 nha các bác. Áo còn khá ok. Cái quần nói chung là nó cũng khá tương đồng đấy, nhưng mà 80 thôi, chứ còn không giống nhau tuyệt đối đâu. Cái này size nhỏ. Ồ, các bác tầm 60 cân này các bác. 50 đến 60 cân. Và cao mét mét 6 thôi. Mét 62 đổ lại, à, mét 60 đổ lại thôi. Đại khái từ 5 48 đến 58 cân. Và cao mét 6 60 đổ lại. Size nhỏ nha. Và cái dòng này size nhỏ cũng khá hiếm chứ không nhiều. Rồi có cầu vai, túi hai bên và nó có cả cái yếm đây nghe các bác. Các bác lạnh, chơi lạnh thì mang như đây, gài bên trong đây, nó có một nút đây nha, gài qua khá là hay đúng không các bác? Đó, giống như cái yếm này đó. Rồi đây nghe các bác, còn ví dụ bình thường mình xài thì mình nhét vô trong này đó. Rồi túi dưới cái này nó bị bể một nút, em sẽ kiếm một nút khác nha, em thay cho các bác. Nút này hình như em có, em có cả nút này luôn, giống nhau, giống y chang luôn nha. Đợt trước hình như em còn mấy hộp này. Rồi này cũng còn ok lắm các bác, nó hơi dơ dơ mấy cái này, nó khâu để nó gắn tem hay gắn pin gì thôi, về không thích thì cắt bỏ đi nha. Cái này nó giống như nó khâu thôi các bác, đây không thích cắt cái vực là nó ra đây nha. Cái này không, tức là giống như để nó gắn pin gắn tem gì đó, bên này cũng vậy, nó khâu thôi. Đây nữa không thích thì gỡ ra thôi, có còn lại là ok rồi đó. Nó cái này nó dơ đứt nha, dơ đứt chứ không phải phai đâu nha các bác. Rồi rồi cái này em bán này cũng còn khá ok, 90% đấy, thì nó hơi dơ dơ thôi chứ giặt lên là ổn. Đây em bán 500 ngàn, 500, mã số 591, cũng khá là hay đó các, kiểu dáng khá là hay nha. 591, 500 ngàn, lính Pháp nha, nhưng mà cũng khá là đẹp đúng không các bác? Rồi em lên cái này nữa đi, lính Pháp luôn. Lính Pháp luôn các bác, cũng size nhỏ luôn. Cái này 8493 vậy đó, không biết đời bao nhiêu, đại khái vậy đi ha. Chất vải xương cá luôn nha các bác thấy ha. Chất vải xương xương cá đó, nhưng mà nó mịn thôi. Rồi miếng dán chờ sẵn. Rồi túi, hai túi to, nắp thông hơi đầy đủ nha các bác, đắp cùi chỏ luôn. Nó cũng hơi dơ dơ thôi, về giặt sơ cái là mới. Độ mới cũng cao, 95%. Có điều là nó hơi dơ dơ thôi nha. Rồi và cái này đây, các bác sợ đi lạc thì nhét cái hình ảnh nha. Đây có ghi đây, đây ha, là đại khai. Cái bác đó ghi gì đó bỏ vô trong, hay là bỏ hình, bỏ bỏ hình người yêu vào đây đó. Rồi dưới cũng có thun hai bên. Cái này em đo cho ta. Rồi size cũng đẹp các bác, size đẹp. Size đẹp các bác, mét mét 68 đổ lại nha, mét 60 đến mét 68 và nặng từ 70 cân, 60 đến 70 cân là đẹp nha các bác. Rồi cái like thì nó có thun, nó bo lên. Còn mà nếu kéo ra thì nó cũng phủ mông. Nhưng mà cái tay thì nó tầm mét 68 thôi, mét 7 thì có thể cọc cái tay đấy. Rồi cái này em cũng bán 500 luôn. Hơi dơ dơ thôi, về giặt là sạch thôi nghe các bác. Chứ còn màu nó cũng còn 95% đấy. Rồi vai 49. Tay tay 56, tay không được dài lắm, dài của nó là 72 71 thôi. Cái tay nó cũng dáng khá là hay nha quá, tay miếng dáng rồi đắp cùi chỏ đầy đủ.
mở vai luôn các bác. Ủa, mở vai luôn nha, các bác thấy nha, khá là hay nha. Rồi vải xương cá luôn đấy các bác, 500.000, mã số 592. Cái này em đo cho ta, hình như em quên đo cái này phải không, không nhớ nữa các bác, tôi đo lại cho chắc đi. Nhiều khi em để ý cái nào mà em quên đo là các bác thế nào các bác cũng bắt em đo lại, nên thôi thà nó thừa hơn thiếu đúng không các bác. Mà hình như em chưa đo, em này em quên. Vai 42 thôi, cái này hơi nhỏ, vai hơi nhỏ nha. Vai 42, tay 56, tay bấm nút nha các bác. Rồi, dài. Dài 67. Rồi. Tiếp theo. Bao nhiêu phút? Chắc chắc à. 40 phút rồi các bác, chắc là em ngưng thôi, em lên chừng này thôi các bác. Em kiếm cái này lên với các bác. Rồi em lên với các bác con bắc ACU sai lát nha, mặc không ta, chắc khỏi mang đi các bác. Từ thích mặc thoải mái thì cỡ như em là 68 cân, bác nào thích mặc ôm là 75 cân, còn vừa vừa thoải mái thì tầm 62-63 cân là mặc rộng rãi thoải mái nha. Nói chung 65-68, 65-70 cân là đẹp, còn 70-75 thì hơi ôm tí, cao thì tầm cao thì 1m68 trở lên khỏi mang đi các bác, mang vào mang nó hơi bất tiện, cái này mang nó chật quá, dài 75 đó. Còn các bác ấy thì có thể cắt bớt, còn cái tay thì tay dài mình dán cái dán thu vô là nó ôm ngay cổ tay, mấy cái cạnh này nó hơi xù xù ra tí thôi, cái này nó dính nó bỏ đây nha các bác. Màu thì cũng còn tương đối 92-90%, hơi tư tư cái này thôi, cũng không không vấn đề ha. Rồi không lỗi lọc nhưng mà nó bị dơ tí ở đâu đây, đây bắt dơ đấy. Cái này em nghĩ giặt ra thôi, cái này giặt dơ gì thôi, không phải ấy đâu. Rồi nó còn hơi hơi nhám nhám này, nó giống như dính đường dính gì thôi. Rồi rồi nói chung là ổn, còn ổn. Made in USA sai lát nha các bác, Made in USA nha. Rồi, của hãng Madship. Đây, những phản quang ban đêm. Rồi. 300. À. 350.000, 350.000 nha các bác. Mã số 593. Rồi, chắc em ngưng các bác. Rồi tiếp theo, tiếp theo em tạm dừng video tại đây, hẹn các bác video tiếp theo vào ngày mai. Cứ thành thói quen, cứ hay nói mình nói thành thói quen cái lại quên, cứ kêu ngưng rồi mà lại tiếp theo nữa. Và chắc em ngưng video tại đây nha các bác, và hẹn các bác video tiếp theo vào ngày mai. Các bác chọn được mã nào thì gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em, số điện thoại 0903145965. Em ship toàn quốc nha các bác. Rồi, và các bác mua lần đầu thì chịu khó cọc cho em 100.000 thôi. Các bác mua của em một lần rồi thì không cần cọc, cứ lên đơn là em ship tới tận nơi, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Rồi, và xin chào các bác, hẹn gặp lại video tiếp theo vào ngày mai. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Các bác nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông để không bỏ lỡ video tiếp theo của em, cũng như là ủng hộ, động viên em. Xin chào.